Em có nghe lời cò hết 800 rồi hả cưng? Trời ơi, khi mua xong thì phát hiện lại dính, có làm hợp đồng rào cọc dính quy hoạch là đền. Trời, không không chết chết chết. Thôi vào luôn vấn đề đi, thửa 50 của em nè. Em thấy không, bề ngang thì nó dài, bề sâu thì nó ngắn. Đường á, em thấy không? Ở đây nè, nó chọt chọt cái chọt hai cái ranh nè. Cái gì mà 12 mét nè. Nó quất hết nửa căn nhà em, nó quất hết nửa căn nhà rồi. Em nhìn thấy chưa, căn nhà có bốn mấy mét vuông thôi mà bây giờ nó còn có hai mươi mấy mét vuông à. Trời ơi, chưa gì mà đi đặt cọc hết 800. Ok, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái lộ giới này á, cái lộ giới này nè, nó cũng không không phải là một cái quy hoạch đâu, mà là nếu mà xét về quy hoạch thì cái chỗ đất này của em nè, nó thuộc vô cái quy hoạch màu vàng mới gọi là đúng quy hoạch nè, màu vàng dấu sắc, màu vàng sắt đúng không, vàng sắt nè, vàng sắt rồi. Đây, đất dân cư hiện hữu giữ lại dưới hành lang điện có khống chế tầng cao, vậy đâu dính quy hoạch đâu. Đất dân cư hiện hữu giữ lại là không thu hồi mà nằm dưới hành lang điện, nó bị khống chế tầng cao, tức là nó bị vấn đề xây dựng. Chứ bây giờ em đặt cọc 800 vô rồi, bây giờ em rào cái vấn đề là không dính quy hoạch. Thì rõ ràng nó đâu có dính đâu. Em chết ngắt rồi, em chết ngắt báo 800 rồi em ơi. Thằng tên là anh không có nắm hồ sơ em, nhưng mà nếu mà hồ sơ em được gửi qua anh coi đi, anh coi cái hợp đồng có nội dung lại. Nội dung lại nếu mà kiện được á, mình đi kiện cho nó kẹt cứng nhắc trong đó luôn á, để mình ăn gọi là chịu đấm ăn xôi á, ăn ăn dậy nằm nằm mì á, là mình đi gọi có khả năng là mình lấy lại được. Còn nếu mà hợp đồng bên kia mà nó cứng lại mình cái là thua, chưa biết cho về đâu.